Em đi Nghĩa Văn luôn hả? Ý gì, em đã nấu chưa? Đi đội rồi. À được. Quên luôn. Em mới đi học hay đi làm? Vậy em mới đi chơi. À thế à? Anh nói hai cái đi chơi rồi sao mang ba lô to này? To nhưng mà ở chỗ không có chịu hết. Kiểu này là giả bộ mơ lô đúng không? Đúng rồi. Trốn ba mẹ đi chơi rồi. Chết thật. Thế em người Sài Gòn luôn á? Không phải người Sài Gòn, em ở tỉnh à? Nha Trang á. À. Là con đi học không? Dạ, mới ra trường. Mới ra trường à. Mới ra trường là 2K1 hả ta? 2K2 nhỉ? Ủa? Cái mốt cũng mới ra trường rồi đúng không? Đúng rồi. À, sao em, ủa em bị ở lại lớp hả? À thì à vậy là ra năm ngoái rồi. Đúng rồi. Anh hay có gì sợ. Sợ hả? À. Anh sợ gì ta? Là cướp rồi. À cướp hả? À, thật ra thì cũng sợ đấy. Nói chung là anh chạy đêm thì anh sẽ có một cái danh sách đen. Ừ. Đó là anh sẽ đưa các quận huyện vào danh sách đen như là Hóc Môn nè, Bình Chánh nè, Bà Điểm nè, giờ nữa là cái gì Hóc Môn, Bình Chánh, quận 12 rồi nói chung là mấy ngoài rìa á thì anh sẽ ít đi và hạn chế đi luôn. Anh chỉ chạy ở trung tâm thôi. Em làm bên gì nhỉ? Em làm IT. IT hả? Ui rồi kinh khủng khiếp thế. Dạ không rồi. Chắc đầu óc em cũng ghê gớm lắm đúng không? Thôi không làm luôn anh, cái này em bị cờ đó anh. Trời ơi. Nghe dân IT là hết hồn liền. Không mà em còn lấy đế. Em làm một cái dự án. Lấy dự án hả? Là em có gọi là nhưng ý là có liên quan gì tới cốt không? Hay thì là cũng phải hiểu cốt để gọi là em làm việc với người Nhật. Người Nhật đội đếp của em làm đếp người Việt. À vậy là em có cần phải hiểu tiếng Nhật không hay là rồi phải có tranh thì là tiếng Nhật. À thế là em cũng có văn bằng 2 tiếng Nhật luôn hả? Văn hay là... bằng đúng rồi thì phải thi bằng. À, vậy là em có bằng tiếng Nhật chưa? Dạ có. À, thế sao không đi Nhật đi? Dạ thôi đi. Mệt lắm, trời ơi. Anh mà biết tiếng Nhật như em là anh đi Nhật liền luôn á. Nhưng mà em hiểu là em không có hoạt ngôn được với anh nên là... Dạ. Sao em biết anh hoạt ngôn? Tại vì anh nói quá trời. Không phải đâu, tại vì đi chở khách cho nên là anh mới nói chuyện rồi đấy. Chứ ở nhà anh không nói chuyện đâu. Tại vì thấy em một mình mà nói chuyện có thì nói chuyện lắm. Rồi, cảm ơn em. Em về Bình Hương Hòa đúng không? Dạ. Em về Bình Hương Hòa đúng không? Để anh đổi cho. Ủa, cảm ơn anh nha. Cao quá hả? Trời anh nắm lên luôn không? Đó, rồi. Được chưa? Cồng kềnh quá nha. Em đi làm hay em đi mua đồ? Đi làm gì sai vậy? Sai vậy? Ngồi chắc ngồi bắt thoại là có người rớt xe đấy. Ngồi tập trung vào. Lấy dao khóa cột lại hả? Đây hả? Vô rồi, có ra không? Tại dễ thương quá cho nên là để đi nha. Chứ giờ giang hồ hiểm ác biết ai giờ anh em. Kêu đợi tí nha, vô cái đi mất tiêu luôn mà biết tìm ai.
48.000. Của em 48. Cho lại con nha. Ok, tôi xuống kênh Nước Đen rồi các bạn. Ngay Bình Hưng Hòa. Giờ dưới đây không biết có đền về không. Anh gửi về Hồng Bàng đúng không? Có anh 46. Đưa dùng cái xe tải 30 nhé. Dạ. Đưa dùng cái xe tải 30.000 tiền phí thì nó mới cầm hàng đấy. 424. Xe tải. Ủa xe gì? Xe nó tên gì? Xe tải 674 61. Là 424 Hồng Bàng đúng không? Ừ, 424 nó đậu trước cái cửa nhà nó. Vâng. Tối giờ tôi ra xe tôi toàn là chạy giao hàng không á anh em. Lát tôi cho anh em coi nè. Nãy giờ cũng phải 6-7 đơn giao hàng rồi đó. Anh ơi, cho em gửi này Phước Hải. Người ta đang ngủ mà mình kêu mình cũng thấy bị phiền đó các bạn. Người ta chạy xe đường dài là người ta cần ngủ giờ này, là tầm 1-2 giờ sáng là người ta đi. Kêu người ta dậy là mất giấc ngủ người ta. Ok, chạy về nghỉ trải thôi. Ây da, về Lê Văn Quế đúng không ạ? Rộng hả? Chật hả? Đem đổi cho. Có vướng cái cài. Ok. Rồi vừa chưa? Dạ. Tốt đó. 0965 thẳng luôn hả? Thẳng. 701. Đúng rồi. Của em 41 này. Dạ, ok, cảm ơn. Ở đầu đường tôi thấy có cái quán hủ tiếu cũng khá là ngon. Đi ăn hủ tiếu đó anh em ơi, đói bụng quá rồi. Cho em hủ tiếu khô. Bỏ đầy đủ thịt nha. Có giò nạc không chị? Dạ con. Dạ, cho em giò con. Bỏ đầy đủ thịt chả luôn. Minutes later. Anh đi Mã Lò đúng không? Quay lại hay đi thẳng anh? Hả?
quân 30. Dạ, em cảm ơn. Em tới 169-1 rồi nè chị ơi. Đúng rồi, đúng rồi. Ok. Tôi đi giao hàng hay là tôi đi lấy hàng mà gặp mấy cái chỗ mà chó sủa như thế này kiểu mình sợ phiền người ta các bạn. Đêm hôm giờ này 12 giờ nữa. Chó thì nó hay sủa. Ầm ầm làm mất công làng xóm rồi, mất công thấy chó sủa rồi phải đi ra coi cái gì coi cái kia. Thiệt tình luôn á. Em giao hàng nè chị ơi. Tới rồi. Trời ơi, cái đèn của thằng Eternal nó tối thui ta. Cái này phải đi tăng sáng rồi các bạn ơi. Đèn tối thui à. 50.000 đó chị. 50.000. Rồi, cảm ơn. Anh em thấy gì không anh em? Mặc đồ bạo ghê chứ. Cái đèn nó tối quá, không biết anh em thấy được gì không chứ ở ngoài đây là tôi thấy hết luôn nha. Đáng ghê chứ. Ở nhà mặc đồ bảo quá. Em đứng ở dưới cái chỗ giữ xe nè anh. Trời ơi, nay gì mà nó toàn là đưa tôi giao hàng không anh em. Để coi nè. Này là bên đây là một chuyến giao hàng vừa rồi giao hồi nãy nè. Ngày trước là 6 chuyến. Không. Thế là qua 12 giờ là nó nhảy anh em. 6 chuyến. Giờ chuyến này nữa là 7 chuyến. 7 chuyến giao hàng rồi đó. Bài mới có 6 chuyến mà giao hàng tới 7 chuyến rồi đó. Giờ cái đơn này tôi giao xuống Tam Bình, Thủ Đức. Chưa biết chỗ nào nhưng mà kệ nó. Giờ này mới 12 giờ 40 nè. Bào tới luôn. Gửi về Thủ Đức đúng không anh? Ở địa chỉ quên. Rồi tiền ship vào đó lấy hả? Ok. Đâu giao đâu đây? Tô Ngọc Vân. Ui, xa dữ vậy. Xa lộ Hà Nội. 20 cây lận anh em. Let's go. Giao hàng nè anh ơi. Đúng rồi. Hai chục cây tôi chạy tầm 15 phút đó nè. Á, chạy đêm đường nó vắng, chạy phê. Ok, lượm tiền. 18 cây tôi được 72.000 anh em. Quanh ở 108. Lắm, báo quý rồi. 108 rồi. Vâng. Rồi, anh cảm ơn. Ok, chắc thì tôi sẽ đậu gần đây thôi nha. Được đâu. Chứ giờ đi đâu xa chừng nào mà nó lâu quá không có đơn thì mình di chuyển về lại quốc lộ 13. One hour later. Trời ơi, tôi chạy xe không từ Tam Bình, Thủ Đức về tới Hoàng Hoa Thám, Phú Nhuận luôn á anh em. Hoàng Hoa Thám, Bình Thạnh á. Xong rồi tôi nó không có nổ đơn nha. Xong rồi tôi tắt bật áp lại cho nó nổ. Thì tôi vừa tắt cái tôi bật lên lại thì nó nổ đơn chở khách về sân bay nè. Đón khách ở Hoàng Hoa Thám. Ghê thiệt. Chạy xe không từ Tam Bình về đây nó không nổ luôn các bạn. Em tới 200-4 rồi nè anh ơi. Giờ chở khách về sân bay. Đi một cái đường xuống Thủ Đức xong rồi. Đi xe không về luôn. Xu thiệt. Đấy coi, hồi nãy tôi đang đây đúng không? Hồi nãy đâu rồi? Đây, hồi nãy tôi nằm ở khúc trên đây nè. Hồi nãy tôi nằm ở khúc này nè. Ngay Gò Dưa, ngã tư. Rồi tôi đi men men cái đường Tô Ngọc Vân. Hả?
tôi ngồi băng xong rồi tôi về Phạm Văn Đồng. Đi từ đây một quãng đường khá là xa, đi sẽ không dễ nha anh em. Mình đi sân bay đúng không? Hôm nay mình chạy được chạy xe bắt đầu lúc 8 giờ và bây giờ là 3 giờ 20 thì mình đi về. Bên này là 267 thì cho là cho 270 đi. 270 với bên này 130 nữa là 4 xị. 7 tiếng được 4 xị, đổ xăng 70.000. Đổ 70.000 nhưng mà vẫn còn xăng nha anh em. Vậy là tính là đổ 40.000 thôi. Rồi còn 30.000. Rồi hôm nay bỏ túi được 370 nha. À ăn hồi nãy ăn tô hủ tiếu nữa. Tô hủ tiếu 25.000 nữa là còn được 345.000. Ok, rất là tôi xin phép dừng video tại đây nha. Cảm ơn anh em đã xem clip của mình ha. Nếu thấy video hay nhớ ấn cho tôi nút đăng ký kênh nha. Ấn like và để lại comment của anh em để mình có thể tương tác với anh em nha. Bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo.